Tính tôi đi, tôi bị người hoàng tinh bắt cóc á. Hôm qua đi nhậu về giữa đường á, tôi mất áo, tôi kiếm cái cây, tôi dạch ra tôi thái, tôi nhìn ra cánh đồng á, tôi thấy cái gì tròn tròn mà nó bự lắm, đực chà bá luôn á. Cái tự nhiên nó tiến lại gần tôi. Cái tôi nín luôn, xong tự nhiên nó sáng lên, cái tôi xỉu ngang luôn. Trong lúc tôi xỉu á, cái tôi chim bao, tôi thấy nó nằm ở cái chỗ nào mà nó xịn lắm quá trời tivi luôn. Nhưng mà tivi nào cũng to đùng à, mà ở trong đó không có con người đâu nha. Còn mấy con mà kiểu giống như là con gián vậy á, nó cao tầm 1 mét á, nhưng mà nó không có thú giống như mấy con ở dưới cổng đâu. Xong tụi nó lấy mấy cái máy gì á, tụi nó để trên người tôi nhóc luôn. Cái một hồi tôi tỉnh dậy, tôi với mấy con gián ngồi nói chuyện với nhau nè, mà mấy con gián nó nói tiếng Việt mới ghê chứ. Nó nói tôi uống rượu nhiều quá nên cái cơ thể không có làm thí nghiệm được. Cái này tôi không biết, tôi nhậu nhiều là xui hơn đâu nha. Vợ ở nhà nói nhậu nhiều chứ pha này nhậu nhiều là sống á nha. Rồi tôi hỏi nó luôn, hỏi coi mình sống được bao lâu nữa. Xong cái nó nói là 11 ngày. Lúc này hết vui rồi, cười chơi vậy cha. Tôi vui lắm hay gì mà cười. Xong cái nó mở cửa nó thả tôi ra, mà tụi này mất dài lắm, nó không có chở tôi về nhà, nó thả tôi giữa đường vậy. Nhưng mà tụi nó thả nào đâu? Trụ sở của tụi nó ở Bình Dương á.